Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Hà Nội và miền Bắc mưa to, miền Trung nắng nóng kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 10 tháng 8 và sáng sớm ngày 11 tháng 8, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 tháng 8 đến đêm ngày 12 tháng 8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm ngày 11 tháng 8 ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngày và đêm ngày 13 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 180mm, mưa lớn có khả năng kéo dài. Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 đến 50%. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao. Sạt lở đất làm sập nhà khiến một người tử vong, hai người bị thương ở Hà Giang. Trước đó, vào sáng 5 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo văn phòng huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất khiến ba người thương vong. Vào khoảng 5 giờ ngày 5 tháng 8, tại xã Thông Nguyên đã xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp nhà khiến bà Đặng Mùi S, sinh năm 1944, trú tại thôn Giàng Thượng, không qua khỏi. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đã tìm thấy thi thể vùi lấp dưới lớp đất đá, nhưng các lực lượng chưa thể tiếp cận được do đất vẫn đang sạt tiếp. Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở đất còn khiến chị Đặng Thị L, sinh năm 1990, trú tại thôn Nậm Ngý, xã Thông Nguyên và cháu Triệu Mùi S, sinh năm 2010, trú tại thôn Giàng Thượng, xã Thông Nguyên bị thương. Được biết, tính đến 9 giờ ngày 5 tháng 8, mưa lớn sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường, nhà dân tại huyện Hoàng Su Phi bị hư hỏng, chia cắt. Ước tính ban đầu mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Sạt lở đất đá vùi lấp nhà ở Sơn La làm 3 người thương vong. Trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Sự việc sạt lở đất đá vùi lấp nhà xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 8. Cụ thể, vào thời gian trên, khi gia đình anh MAS, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang ngủ say, thì bất ngờ đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp nhà. Vụ sạt lở đất đá khiến con gái anh S là cháu MTTM không qua khỏi. Anh S và vợ bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, chính quyền, các lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị nạn. Theo báo cáo của tỉnh Sơn La, những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, mưa lũ đã làm 12 người tử vong, 8 người bị thương, thiệt hại trên 2.670 nhà, 29 điểm trường bị ảnh hưởng. Lũ cuốn trôi 15 cầu treo, hư hỏng 82 công trình thủy lợi, 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng hơn 500 tỷ đồng. Khoảnh khắc người đàn ông bị sạt lở đất vùi lấp khi về nhà lấy đồ.
Trước đó, vào chiều 20 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rồng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất tại thôn Trung Tâm, xã Đạ Cờ Nàng, khiến hai người thương vong. Nạn nhân tử vong là anh N.Q.D, 36 tuổi, xã Đạ Cờ Nàng. Người bị thương đang được cấp cứu là ông N.V.D, 42 tuổi, ngụ xã Phi Liên. Ngày 15 tháng 7, tại khu vực này xảy ra sạt lở đất, làm sập ngôi nhà của một người dân và khiến chị N.T.T, 40 tuổi, giáo viên, tử vong. Sau vụ việc, cơ quan chức năng di dời các hộ xung quanh tránh khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ phải di dời có gia đình ông N.Q.L, cha của anh Dê. Tuy nhiên, khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7, anh Dê và ông Đê đang về nhà để lấy một số vật dụng thì tiếp tục xảy ra sạt lở, vùi lấp hai người. Sau đó, ông Đê đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị. Sạt lở đất gây sập nhà ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong. Một vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 đã khiến hai vợ chồng ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tử vong. Một người dân sống bên cạnh ngôi nhà của hai nạn nhân kể, thời điểm đó chị đang ngủ, nghe thấy tiếng đất bắn vào mái tôn ở phía sau nhà. Ngay lập tức chị rời khỏi giường ngủ, mở cửa chính chạy ra ngoài. Dùng đèn pin soi khu đồi đất phía sau nhà, đã thấy khối đất lớn sạt xuống ngôi nhà gia đình anh Mười, sinh năm 1977, và chị Hà, sinh năm 1975, ở bên cạnh. Chỉ một lúc sau, khối đất lớn sạt xuống đã làm đổ gần như toàn bộ căn nhà của gia đình anh Mười. Thấy vậy, chị Duyên gọi lớn nhưng không thấy hai vợ chồng anh Mười trả lời, nên chị đã gọi điện thoại báo chính quyền địa phương và lực lượng công an xuống ứng cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xã Tân Thành và huyện Cao Lộc đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyền cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã có mặt kịp thời, chỉ đạo công tác tìm kiếm người gặp nạn đang bị vùi trong đống đất đá. Trên 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm trong nhiều giờ. Đến gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể hai nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình gặp nạn. Người dân xung quanh khu vực gia đình gặp nạn cho biết, anh Mười và chị Hà có hai người con trai, song trong ngày gia đình gặp nạn, cả hai người con đều đi vắng. Tại hiện trường, vụ sạt lở đã khiến căn nhà của gia đình anh Mười gần như bị sập hoàn toàn. Hai căn nhà khác ở gần khu vực bị sạt lở, bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo do mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến độ ẩm trong đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đã ở trạng thái bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Do đó, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra những khu vực nguy cơ sạt lở cao phải di dời người dân đến nơi an toàn. Người dân theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình thực tế để chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.